quán gỏi vỉa hè của chị chủ siêu dễ thương ở Bình Dương, bán giá rất rẻ và bình dân, hãy cùng mình khám phá nha. Gỏi thái thập cẩm ha, 70, 6 món ăn nha. Bán như đường nào giàu trời, quá rẻ. Bán 4 năm mà chưa giàu nha, đứng nghèo. Điểm cộng đầu tiên là chị chủ dễ thương với thân thiện lắm luôn á. Ở đây thì bán rất là nhiều món, có đến gần 10 loại nước sốt lận, giá mỗi phần từ 70.000 trở lên. Thường bán chạy nhất ở quán là gỏi thập cẩm 6 món, chỉ có 70.000 thôi mà rất là nhiều nha. Phần này mình thấy 2-3 người ăn đủ luôn á. Topping nhiều ăn đỡ ngán, nước sốt thì ngon. Ba khía này mà ăn cơm trắng là dính lắm, nhưng cần khắc phục là đâm gỏi lâu xíu nữa để cho nước sốt nó thấm vào luôn. Sầu huyết sốt Thái là best seller với mình, sầu huyết tươi, vị chua ngọt đậm đà ăn rất là dính. Tôm sốt Thái thì đã được làm tái sẵn rồi, dễ ăn mà không bị tanh, chua ngọt cay cay đậm đà. Ở đây có 2 loại nước chấm là muối đỏ và muối xanh. Điểm cộng là chấm hết thì mọi người cứ lấy tiếp nha. Bởi vì trên bàn chị chủ để rất là nhiều hũ, xôi xài thì xôi với xài ngon, nhưng nước cốt dừa cần tăng vị béo và sệt hơn nữa. Món cá hồi thì chị mới làm đây thôi, sốt cùng với chanh dây, vị chua ngọt đậm đà và thơm mùi chanh dây sẽ làm cho món ăn đỡ ngán. Nói chung là ở đây có rất là nhiều món và rất là nhiều loại sốt để cho bạn chọn, mà giá cả là bình dân nữa, cho nên nếu có dịp đi Bình Dương thì nhớ ghé quán này ăn thử nha.